mà có một số người lại bảo là em học xong rồi về em quên, đi học cũng thế. Các bạn có từng nghe tư duy đấy không? Từng nghe người ta bảo thế không? Không đi học thì đừng kỳ vọng là mình khôn. Tức là có thằng bé đấy, nó bảo với ông nó là ông ơi, cháu thấy cháu đọc nhiều sách nhưng mà đọc xong cháu lại quên. Ông nó mới giải thích cho nó này: cháu có nhìn thấy cái giỏ than kia không? Bảo dạ cháu có. Bây giờ cháu ra suối, cháu múc nước đầy giỏ than, sau cháu mang về đây cho ông. Đủ 10 giỏ thì ông sẽ giải thích cho cháu. Cái thằng bé nó làm theo. Thì nó cứ ra suối múc nước ấy, múc về được nửa đường ấy, thì cái giỏ than nó đan bằng tre, nó mới có khe hở, nó chảy hết nước. Thì cứ về nhà là hết nước rồi. Nhưng mà nó vẫn kiên trì, nó đi được 10 lần. Nhưng mà về nó chả mang được cho ông nó giọt nước nào vậy. Thì ông nó bảo đấy, cháu nhìn vào giỏ than đi. Tuy là cháu không mang được nước, nhưng mà bởi vì quá trình đi lấy nước của cháu ấy, mà bây giờ cái giỏ nó đã sạch hơn rồi đấy. Thì tức là đầu óc của mình nó cũng như thế. Có thể mình học xong mình lại quên. Có thể đi hàng chục buổi đào tạo, đọc hàng chục cuốn sách, xong chả nhớ gì. Nhưng mà thực tế không phải vậy. Thực tế là mỗi một lần các bạn học ấy, mình lại sáng hơn một tí, mình lại ngộ ra một tí. Nên cứ có cơ hội là học, có cơ hội là đọc, là đầu óc nó sẽ sáng ra, nó không đen như cái giỏ than nữa.